Mình xin chào mọi người. Trong cái chủ đề bài ngày hôm nay, mình sẽ nói về câu tường thuật hoặc là câu trực tiếp gián tiếp. Câu tường thuật reported speech hoặc là indirect speech. Rồi, thì câu tường thuật là sao? Có nghĩa là khi mà mình nhắc lại lời nói của một người nào đó. Ví dụ người A nói với người B là ngày mai tôi đi Đà Lạt. Thì khi mình nhắc lại, mình sẽ nói là người A nói rằng ngày mai người đó đi Đà Lạt. Đó, thì đó được gọi là câu tường thuật. Bây giờ mình sẽ phân chia thành hai nhóm. Thứ nhất là nếu như mà động từ tường thuật nó ở dạng hiện tại thì tất cả mình giữ nguyên. Khi mà mình chuyển thành câu gián tiếp á, thì mình giữ nguyên hết. Ở đây thì mình sẽ giữ nguyên thì nè, giữ nguyên đại từ chỉ định, đại từ chỉ nơi chốn cũng như đại từ chỉ thời gian. Ví dụ như trong câu này, mình sẽ đi chậm chậm ở câu đầu tiên. Ở đây, he says, động từ tường thuật chính là động từ says này. Anh ấy nói rằng, I'm going to Hanoi next month. Tôi sẽ đi Hà Nội vào tháng tới. Ở đây do mình thấy động từ tường thuật này ở dạng hiện tại đơn nè, cho nên là mọi thứ mình sẽ giữ nguyên, mình chỉ thay đổi duy nhất đó là cái chủ từ này thôi. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi Hà Nội vào tháng tới. Đây, đó chỉ thay đổi so với câu trên là bỏ dấu ngoặc kép và sau đó là I thì đổi thành he. Mà he thì động từ to be nó phải đi tương tự theo sau là is. Rồi, và còn cái dạng mà mình hay gặp nhất đó chính là động từ tường thuật ở dạng quá khứ. Nếu như ở dạng quá khứ thì mình sẽ tiến hành lùi thì hoặc là gián thì. Cũng tương tự như câu đó, nếu như anh ấy nói là he said, hey said, said này là quá khứ của say. I'm going to Hanoi next month. Thì mình sẽ có những cái bước chuyển sau đây. He said, mình vẫn giữ nguyên. I thì đổi thành he. Tại vì trong cái câu này, I trong câu này chính là he. Tôi chính là anh ấy. Sau đó mình lùi thì, mình dán thì xuống thì mình thấy hiện tại ở đây là thì hiện tại tiếp diễn. Thì mình sẽ dán xuống thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn là be cộng verb in. Be nó sẽ dạng là was hoặc là were. Thì ở đây do he là chủ ngữ cho nên sẽ dạng là was. Was going to Hanoi. Cái next month này, cái trạng từ chỉ thời gian này sẽ được chuyển thành the following month. Hoặc là the next month. Hoặc là the following month. Thì phần này trong cái bảng sau mình sẽ nói rõ hơn. Thì ở đây mình sẽ thấy là thì này đã được lùi và trạng từ chỉ thời gian này đã được thay đổi. Nếu như mà trong cái câu trực tiếp của mình á, nó có những từ như là would, could, might, should, ought to. Tức là ví dụ như chỗ này là I would nè, I could nè, I should, I might, I ought to. Thì khi mà mình chuyển xuống câu gián tiếp này thì những cái đó không bị thay đổi, không bị dán đi đâu hết. Không bị dán. Đây là những cái, đây là cái dán thì nè. Có nghĩa là nếu như will, shall thì đổi thành would, should. Is, am, are, going to thì tương lai gần thì đổi thành was, were, going to. Hiện tại tiếp diễn đổi thành hiện tại đơn. Hiện tại đơn đổi thành quá khứ đơn nè. Hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn nè. Quá khứ đơn thì thành quá khứ hoàn thành nè. Quá khứ tiếp diễn thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn nè. Rồi, hiện tại hoàn thành thì thành quá khứ hoàn thành. Nói chung cái gì nó có đuôi hiện tại thì nó sẽ chuyển về quá khứ. Là như vậy. Còn cái nào mà đã là quá khứ rồi thì nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Must and had to. Bởi vì must này nó bằng have to. Have to thì mình đổi thành quá khứ của have là had. Can đổi thành could. Cái này thì mình nhớ ha. Mình có một ví dụ. Ví dụ như là I'm staying here now. Said Anne. Anh nói rằng tôi, bây giờ tôi đang ở đây. Thì bây giờ anh nói rằng chữ that này có cũng được, không cũng được. Anne là con gái nè. Thì she, I thì đổi thành she. Hiện tại tiếp diễn đổi thành quá khứ tiếp diễn là was staying. Here thì mình phải đổi thành there. Now thì mình phải đổi thành then. Here là chỉ nơi chốn thì mình đổi thành there. Now là chỉ thời gian, mình đổi thành then. Thì lát nữa mình sẽ có một cái bảng về đổi cái này. Đây, mình sẽ cho mọi người coi cái bảng này luôn, nếu nó bị lướt.
Today mình sẽ đổi thành that day. Tonight thì đổi thành that night. To này, đổi thành that này. Tomorrow mình sẽ đổi thành the next day. The following day. Yesterday, the day before, the previous day. Tương tự như cái này. Nếu như ở đây là next month thì mình đổi thành the next month hoặc là the following month. Thì day này sẽ được đổi tương tự đối với year. Cũng như vậy. Ago thành before. Hoặc là now đổi thành then. Next Tuesday thì mình đổi thành the next Tuesday hoặc là the following Tuesday. Next Tuesday thôi. Hoặc là last Tuesday thì sao? Thì mình đổi thành the previous Tuesday hoặc là the Tuesday before. Nó sẽ có hai cách như vậy. Hoặc là day after tomorrow thì in 2 days time hoặc là 2 days later. Cái này là mình phải nhớ. Tiếp theo mình sẽ có this thành that, these thành those, this, that thành the, here thành there. Thì mình cứ thấy trên câu trên nó có cái gì thì mình đổi tương ứng xuống câu dưới thôi. Mình sẽ có những cái loại câu tường thuật như thế nào trong tiếng Anh? Nó sẽ có 3 loại câu tường thuật như thế này. Thứ là câu trần thuật. Trần thuật giống như câu kể á. Ví dụ như he said to me, I haven't finished my work. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chưa có hoàn thành công việc. Tôi chưa hoàn thành công việc của tôi. Thì ở đây, đây là một cái câu tường thuật, câu kể bình thường. Thì mình sẽ đổi thành là he told me. Cái said to này thì người ta sẽ đổi thành told me. Có thể có that ở đây hoặc không có that ở đây đều không sao mà ha. Rằng á, anh nói với tôi rằng ai ở đây thì chính là he trong câu này. Anh ấy mà. He ở đây hiện tại hoàn thành đổi thành quá khứ hoàn thành, hadn't finished. My ở đây bởi vì nó tương ứng với ngôi của ai ở đây là he thì my ở đây phải đổi thành his. His work. Đó, thì mình đã hoàn chỉnh một cái câu tường thuật mà dạng câu trần thuật. Tiếp theo là mình sẽ có dạng câu hỏi. Câu hỏi thì nó sẽ có dạng câu hỏi WH và đâu câu hỏi yes no. Mình sẽ đi hỏi câu hỏi WH trước. WH tức là what, where, when, how, why. Ví dụ như mình có là say hoặc là say to ai đó thì mình sẽ đổi thành ask. Thường thì chữ say hoặc chữ said này, says này đổi thành ask, còn said to thì mình đổi thành ask someone. Ha. Ví dụ như câu này nè, mọi người nhìn ví dụ cho dễ. He said to me, who are you writing to? Anh ấy nói với tôi rằng á, who are you writing to? Bạn đang viết cho ai vậy? Thì ở đây mình thấy nó là một câu hỏi rồi. Thì ở dưới này cái set to này mình đổi thành ask. He asked me, anh ấy hỏi tôi rằng who giữ nguyên. Cái you này nè thì chính là cái me trong câu này. Anh ấy hỏi tôi mà. Thì cái you trong câu này chính là me. Do đó you này mình phải đổi tương ứng thành I. Nó là chủ ngữ thì mình đổi thành I. Ở đây mình xác định thì, thế là thì hiện tại nè, tiếp diễn nè. Đổi thành quá khứ tiếp diễn là was writing to, vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên chỗ này có một cái điểm mọi người rất là cần lưu ý, đó chính là mình không phải là who was I writing to mà là who I was writing to. Bởi vì mình thấy rằng cái câu trần thuật này nè, khi mà mình đã đổi thành một câu gián tiếp thì nó không còn là câu hỏi nữa, cho nên nó không có, nó không phải có hình thức của một câu hỏi. Nếu là hình thức câu hỏi thì cái are này nè, cái trợ động từ này phải đưa lên trước chủ ngữ là you. Nhưng đây không phải câu hỏi, cho nên là cái trợ động từ to be này nè, nó đứng sau chủ từ. Bởi vì rõ ràng, mình muốn nói chỗ này để mọi người hình dung cho dễ. Nếu như trong hoàn cảnh mà người A nói với người B, bạn đi đâu vậy? Thì rõ ràng là người A đang hỏi người B. Đó là một câu hỏi bình thường. Nhưng nếu một người C nào đó trần tường thuật lại cái câu hỏi đó, ví dụ như là người C nó nói là tôi nghe rằng là người A hỏi người B rằng người B đi đâu. Thì ở đây cái câu mà người C nói lại hoàn toàn là một câu trần thuật bình thường, không mang cái nội dung là hỏi ai đó, chỉ là kể lại cái câu đó thôi. Cho nên đó không phải là câu hỏi, không có ai trả lời câu hỏi đó cả. Đó. Cho nên lý do đó là tại sao ở đây không phải là câu hỏi, cho nên cái hình thức là who I was chứ không phải là who was I. Mình phải rất để ý chỗ này. Nếu như không thì mình sẽ mắc một cái lỗi. Đó chính là mình thấy who mình đưa xuống. Cái are mình thấy là tương ứng với you là ai nè, mình cái đổi thành chữ was luôn. Đó, như vậy nó sẽ sai cả câu này luôn mọi người ha.
Rồi, với đối với dạng mà WH thì mình còn có một cái dạng ví dụ như là ngoài chữ ask thì nó còn wanted to know, muốn biết, wonder, tự hỏi rằng. Đó, thì mình sẽ có câu ví dụ như là they ask us, họ hỏi chúng tôi rằng where are you going? Bạn đang đi đâu vậy? Thì chữ ask này á, nếu như đây trên này ask thì dưới mình vẫn giữ nguyên tại vì nó vẫn là hỏi. Họ hỏi chúng tôi rằng có that cũng được, không cũng được. Where thì mình vẫn phải giữ nguyên cái WH này, mình vẫn phải giữ nguyên cái từ để hỏi á. Mình xác định trong câu này á là thì hiện tại tiếp diễn nè, mình đổi thành thì quá khứ tiếp diễn chủ từ you này chính là chữ us trong câu này, you này chính là us, cho nên us thì mình phải đổi thành chủ ngữ là we, vì đây không phải là một câu hỏi cho nên nó phải là where we were going, không có dấu chấm hỏi. Hoặc là câu tiếp theo, what are you talking about? Bạn đang nói về cái gì vậy? Said the teacher, giáo viên nói. Thì the teacher asked us, tại vì đây là câu hỏi nè, cho nên là mình phải dùng chữ ask. À, giáo viên hỏi chúng tôi. What? Mình phải giữ nguyên là mình đưa what xuống. You này nó chính là we, hiện tại tiếp diễn là are talking nè, thì mình phải chuyển thành quá khứ tiếp diễn là were talking about, thì mình giữ nguyên, cho nên là what we were talking about. Đó, thì đây là nguyên cái phần mà về giới thiệu về câu trần thuật, câu tường thuật hoặc câu trực tiếp gián tiếp. Và mình đã đi qua được những cái phần như là các cái hình thức, tức là cái hình thức mà mình phải xử lý từ một câu trực tiếp thành câu gián tiếp như thế nào. Mình phải lùi thì nè, chặn từ chỉ thời gian nơi chốn mình phải để ý để lùi xuống nè, chủ ngữ tân ngữ có trong câu mình phải làm sao cho tương ứng. Tương ứng ví dụ họ hỏi tôi hay là họ hỏi chúng tôi hay là họ hỏi anh ấy, thì mình phải biến đổi cho nó tương ứng. Thì phần sau của mình nó sẽ còn những cái phần gì nữa thì mọi người đón xem trong phần sau nha. Mình rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian học, và mình rất là mong muốn có những cái phản hồi nếu như mọi người có cái câu hỏi hoặc cần cải thiện cái gì đó. Thì video đến đây là kết thúc. Mình xin chào mọi người.